Mừng các em đến với tiết học hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập kiểm tra giữa kỳ học kỳ 2. Đó là cái bài trang trí túi giấy. Ở cái phần bài trang trí túi giấy này, chúng ta lưu ý các bộ phận của túi giấy. Túi thì có dây túi, qua sách, thân túi, kiểu dáng và hình trang trí trên túi giấy rất là đa dạng về mẫu mã, thiết kế đa dạng từ đường nét, màu sắc, thiết kế phù hợp với từng mục đích sử dụng. Chúng ta cùng quan sát các bước thực hiện thiết kế tạo dáng một mẫu túi giấy đựng quà. Đa số chúng ta thiết kế túi giấy là dùng để đựng những sản phẩm gì? Hình dáng, kích thước, chất liệu, trọng lượng của sản phẩm đó như thế nào? Để phù hợp với sản phẩm đó, hình thức kiểu dáng túi giấy cần như thế nào? Và để túi giấy đẹp, cân đối và phù hợp khi sử dụng đủ tỷ lệ giữa các bộ phận của túi, nó có cái mức độ hài hòa như thế nào? Chúng ta sẽ có 4 bước để thiết kế tạo dáng cho túi đựng giấy các bạn. Xây dựng ý tưởng, phác thảo, xác định kiểu dáng, kích thước, triển khai bản vẽ, kỹ thuật và cuối cùng là cắt gấp dáng và hoàn thiện sản phẩm. Luyện tập sáng tạo, chúng ta thiết kế tạo dáng và trang trí túi giấy bằng hình vẽ thời tiền sử hoặc là mẫu mẫu trang trí cơ bản. Chúng ta có thể tham khảo quan sát hình ảnh trong sách giáo khoa trang 32 hoặc là trang 57, 56 ha các em. Chúng ta thiết kế túi giấy với hình vẽ thời tiền sử cần lưu ý một số những phương diện sau: xác định công năng sử dụng của túi, lựa chọn vật liệu, thực hiện theo cách hướng dẫn thiết kế mà chúng ta đã tìm hiểu ở mục 2, xác định vị trí, tỷ lệ và trang trí trên hình, trên bản vẽ và cắt hình theo bản vẽ, dán và hoàn thiện sản phẩm. Thầy cứ đưa cho các em một số những gợi ý khi chúng ta làm thiết kế và trang trí cái túi giấy. Chúng ta sẽ lưu ý những cái hình dạng, màu sắc, tỷ lệ và tính cân bằng của sản phẩm. Chú ý tới cách tạo dáng và sắp xếp họa tiết trang trí, công năng của sản phẩm, cách điều chỉnh để sản phẩm đẹp và hữu dụng hơn. Ở bài này chúng ta có thể dùng những cái mẫu trang trí họa tiết cơ bản như hình tròn, đường viền, hình chữ nhật, hình vuông để chúng ta trang trí cho túi giấy. Ở phần về nhà thì các em hãy chuẩn bị bài cho thật tốt và mang đầy đủ dụng cụ màu để chúng ta làm bài kiểm tra giữa kỳ môn mỹ thuật. Thầy thân ái chào các em.